quý vị khán giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Aloha anh Huy. Chào cha. Chào Minh Châu, hôm nay chào theo phong cách Hawaii nữa chứ. Dạ đúng rồi. Mà mặc áo cũng rất là đẹp nè, màu sắc sặc sỡ phải không? Chẳng qua là em cũng thích phong cách Hawaii lâu lắm rồi. Hôm nay định điệu điệu một tí xíu, mặc hơi có màu một tí. Nhưng mà mặc áo này rất là đẹp đó. Vậy hả? Thôi để nào em phát huy nha. Thôi em lấy cái bông em cài đây nè cho giống Hawaii. À anh Huy, hay là nhân tiện anh em mình đang nói về Hawaii thì anh Huy nói sơ sơ về Hawaii cho em nghe đi. Hawaii hả Minh Châu? Hawaii rất là nổi tiếng với những bãi biển đẹp tuyệt vời. À mà nè, ẩm thực ở Hawaii cũng là số 1 đó nha. Thiệt không? Thiệt mà. Vậy là anh Huy xấu tính rồi. Anh Huy họ biết ẩm thực Hawaii ngon mà không bao giờ chia sẻ với em hết. Em chưa được ăn món nào xuất xứ từ Hawaii hết. Thôi được rồi, trong chương trình ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Minh Châu cũng như quý vị khán giả một trong những món ngon theo phong cách Hawaii, em chịu không? Được đó, nhưng mà món này phải nhanh, tiện lợi và có thể phù hợp với tiêu chí của chương trình là bữa ngon tiện lợi đó nha. Đồng ý hoàn toàn với Minh Châu. Nếu nhắc đến Hawaii thì người ta nghĩ ngay đến những cái phong cách của Mỹ, đó là món ăn phải có bánh mì nè và làm thì thật là nhanh. Đúng rồi. Và cái chủ đề của chúng ta là bữa ngon tiện lợi đúng không? Dạ đúng. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả một bữa ngon tiện lợi. Chúng ta sử dụng bánh mì burger. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chế biến món burger cá kiểu Hawaii quý vị nhé. Để chế biến món này chúng ta chỉ cần chuẩn bị 4 ổ bánh mì burger, 4 miếng cá phi lê, 2 trái cà chua, thơm, salad, sốt tương cà, dầu ăn, bột tẩm khô chiên giòn Aziquick và không thể thiếu sốt mayonnaise Lisa. Đầu tiên để cho món này được thơm, ngon và thấm gia vị thì chúng ta phải ướp cá trước. Và chúng ta sẽ sử dụng bột tẩm khô chiên giòn Aziquick để ướp với cá basa filê. Đối với một gói bột tẩm khô chiên giòn Aziquick này, chúng ta sẽ ướp trung bình khoảng nửa ký cá là được rồi. Dạ. Bây giờ Minh Châu sẽ cho cá vào tô, còn anh Huy thì cho bột tẩm khô chiên giòn vô để mình ướp cá trước. Chúng ta sẽ cho bột tẩm khô chiên giòn ướp đều trong cá để cho thấm gia vị. Và Minh Châu đảo đều hai bên để cá thấm hết bột tẩm khô chiên giòn. Trong lúc này thì tôi sẽ cắt cà chua ra thành từng lát vừa ăn để chúng ta sẽ cho vô bánh mì burger này. Tiếp tục, thơm chúng ta cũng cắt ra từng lát. Bánh mì burger chúng ta sẽ cắt đôi ra. Bây giờ hai anh em chúng ta sẽ làm một lúc hai công việc. Thứ nhất là em mở lửa lên cho anh. Và lúc này lại mở lửa bên đây lên, anh sẽ chiên thơm. Ủa? Mình phải chiên thơm hả? Đúng rồi. Đây, chúng ta sẽ mở lửa lên và lửa nhỏ để chiên thơm. Và một điều lưu ý mình cho nên nhớ, khi mà chiên thơm thì quý vị không cho dầu vào chảo và chúng ta chỉ sử dụng chảo không dính và cho thơm lên trở bề qua lại đến khi thơm vàng trong là được rồi. Cái này hơi lạ nha anh Huy. Tại vì nãy anh Huy lấy thơm nè, em cứ tưởng là mình ăn sống là được rồi. Thơm là một loại trái cây ăn được mà. Dĩ nhiên là thơm có thể ăn sống, nhưng với món này chúng ta sẽ chiên thơm lên kết hợp với cái mùi thơm tự nhiên của thơm và cái màu của thơm sẽ vàng lên rất là đẹp. Đây cũng là một điều rất hay đó, phải không anh Huy? Quý vị khán giả đừng quên nhé, khi mà chúng ta chiên thơm, quý vị đừng cho dầu vào chảo. Chúng ta làm cho thơm vàng đều hai mặt, thơm sẽ thơm và ngọt hơn rất nhiều. Chảo nóng rồi, anh sẽ cho thơm vào nha. Em sẽ xem nè, thơm sẽ vàng lên rất là đẹp. Bây giờ em chú ý cho anh, trở đều hai mặt. Đó, bây giờ thơm trong và vàng lên rất đẹp. Dạ. Rồi, trong lúc này thì chúng ta chờ thơm nguội thì em chuyển cái chảo dầu qua bên đây cho anh luôn. Anh sẽ cho cá vô, mình sẽ chiên cá. Minh Châu nè, khi mà chiên cá này thì em nhớ lưu ý một điều cho anh. Chúng ta chiên lửa vừa nè, khoảng 5 đến 7 phút và kiểm tra độ vàng của cá. Khi cá vừa vàng tới là đảm bảo ở bên ngoài vàng, giòn và ở trong vẫn giữ được độ mềm của cá quý vị nhé. À, và còn giữ được vị ngọt của cá nữa phải không anh? Đúng rồi. Quý vị khán giả ơi, khi mà quý vị chiên cá thì chúng ta nhớ là chiên trong lửa vừa từ 5 đến 7 phút để cho cá vàng giòn bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm và ngọt. Đây, Minh Châu xem, miếng cá rất là vàng nè. Dạ, đẹp quá. Chúng ta sẽ gấp miếng cá ra. Nào, bây giờ hai anh em chúng ta bắt đầu làm bánh mì burger nha. Dạ. Anh sẽ cho một ít mayonnaise lên nè. Chúng ta sẽ quét đều phần sốt mayonnaise này. Tiếp theo là anh sẽ cho một ít salad, một miếng cá, một ít sốt mayonnaise Lisa nữa nè, một lát cà chua, và cuối cùng là một lát thơm chiên.
Phần còn lại của mặt bánh mì burger này chúng ta sẽ quết một ít sốt tương gà lên. Đây, cho qua một bên nha. Như vậy là xong rồi hả anh? Ừ, anh vẫn còn thích cho thêm một ít khoai tây chiên để ăn kèm. Quý vị khán giả thân mến, nhìn ổ bánh mì burger này quý vị có thấy hấp dẫn không? Riêng Minh Châu khi mà nhìn thấy những màu sắc như thế này thì Minh Châu đã tưởng tượng ngay đến bờ biển Hawaii sóng vỗ ầm mì và chúng ta có một ổ bánh mì burger thật là hấp dẫn. Đúng là chỉ là bánh mì burger thôi, nhưng mà anh Huy thay đổi nhân một cái là tự nhiên em thấy có một món mới rất đặc biệt và hấp dẫn rồi. Minh Châu nhận thấy là cá rất là giòn, vàng đều bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm, vì chúng ta đã sử dụng bột tổng khô chiên giòn Archiquit rất là đúng và hiệu quả, đúng không anh? Đúng rồi, đó là cái thế mạnh trong món ăn ngày hôm nay. Bữa ngon tiện lợi. Dạ thân mến, món burger cá kiểu Hawaii mặc dù nghe tên gọi thì có vẻ phức tạp anh Huy ha. Tuy nhiên khi mà thực hiện thì quý vị sẽ thấy là rất đơn giản, bởi vì công thức thì anh Huy đã hướng dẫn rất tận tình rồi. Quý vị nào ghi chép cẩn thận, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được món này. Và đặc biệt đây là một bữa ngon tiện lợi, có thể mang đi làm nè, đi học nè, hoặc đi picnic với bạn bè cũng rất là thú vị đó. Hy vọng quý vị sẽ thực hiện món ăn này và chia sẻ cảm nhận với chương trình theo hai cách. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số 083-823-7557. Còn bây giờ, chương trình sẽ được phép khép lại. Đầu bếp Thanh Huy và Minh Châu sẽ là chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại!